Ok anh em, nay chuẩn bị công tác để nát cái gạch block này nhé, nát cái vỉa hè. Anh em mới qua kênh chú ý đăng ký kênh của hộ mình nhá. Về nha. Đấy. Mới thuê được cô nhân viên sảng cát. Các bác nhìn thấy trẻ không? Chưa người yêu nhá. Em 16 tuổi rồi các bác nhá.
cạnh nhiều. Quay nhung đang quét bây giờ chứ đang quét toàn cái phần quàng á. Đến lúc quen, đến lúc nát quen thì lại xong mẹ rồi. Sáng nay nhìn rất vui nhất, nhưng mà đẹp rồi đúng không ạ?